Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Andy sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn cũng khá là nổi tiếng của người dân Hải Phòng. Đó là món bún cá Hải Phòng. Thì cái món này mình ăn rất là ngon các bạn. Thì nó giống như là cái kiểu theo mình nấu canh chua ăn với bún của miền Nam mình đó. Rất là hấp dẫn các bạn. Để làm cái món bún cá thì mình có hai con cá rô phi. Mình mua hai con này thì làm được cũng 3 tô, khoảng 3 4 tô, 4 tô. Đó. Thì mình đã rửa sạch, ngâm với muối với lại cái giấm để mình khử cái mùi tanh của nó. Thì bây giờ mình sẽ một chút mình sẽ lóc phi lê, mình thái thái miếng nhỏ để mình chiên giòn đó. Thứ hai nữa là rau niêm và rau ăn kèm thì mình có thì là nè, hành lá, mình có rau cần nước nè, rồi bạc hà, rồi cà chua, bột nghệ thì mình sẽ ướp với cá với lại mình cho vào nước cái súp để cho nó có màu vàng đẹp. Rồi cái gia vị niêm thì đơn giản là chỉ có hạt niêm cà no với lại đường thôi. Thì ngoài ra để tạo cái độ chua cho cái nước nước súp thì mình có thể dùng là thường người ta nấu bằng cơm mẻ thì sẽ ngon hơn, nhưng mà ở bên đây mình không có cơm mẻ cho nên mình sẽ dùng nước cốt chanh hoặc là mình dùng me, nước cốt me cũng được. Nó thì mình tạo cái độ chua cho cái nước súp nó chua chua ngọt ngọt, nó cái vị nó giống như canh chua các bạn. Đó, thì cái này một chút mình sẽ nêm vô, cái này mình dắt này cũng khoảng một trái chanh thì nêm bao nhiêu thì tùy cái khẩu vị của mỗi người, chua ít chua nhiều thì mình nêm theo cái khẩu vị của mình. Trước tiên cà chua thì chúng ta sẽ thái muối cao như thế này, một chút chúng ta sẽ xào nó. Ở đây thì mình dùng cà chua khoảng 3 trái, còn bạc hà thì chúng ta cũng thái mỏng như thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ đem đi ngâm muối mình dắt cho khô. Cá với thì là thì chúng ta cắt khúc nó. Cái món này là mình phải niêm bằng thì là nó mới ngon, nó đúng vị của nó. Còn cái cần nước nè thì mình đã cũng rửa sạch, mình lặt sạch, mình cắt khúc rồi. Đây là bạc hà, sau khi mình ngâm với muối khoảng 5-10 phút thì bây giờ mình xả nó lại, mình bóp sạch, mình dắt hết khô nước luôn. Mình ngâm mình xả như thế này để cho nó bớt cái độ, nhiều người ăn thì nó bị ngứa đó, cho nên mình ngâm như thế này thì nó bớt cái độ ngứa. Xong mình xả lên một lần nữa cho sạch. Đây là bún mình vừa luộc xong, giờ mình xả lại nước cho nó sạch. Thái phi lê cũng dễ các bạn, các bạn cẩn thận thì khéo đứt tay thôi. Mình cứa xuống như thế này, xong mình cứa cái mặt cá. Mình lắp phi lê ra thế này, xong thì mình thái nhỏ nó ra. Đây, cá giờ mình đã thái xong. Thì cái phần phi lê này mình sẽ chiên giòn, còn cái phần mà xương này thì mình sẽ nấu nước súp, sau đó mình sẽ giã nhuyễn nó ra, mình lựa lọc lại mình lấy cái nước. Còn nếu các bạn có thể dùng nước súp đóng sẵn hoặc là mình có thể mình hầm từ xương thì nó cũng sẽ ngon hơn, nhưng mà mình thích làm toàn bộ là cá thì mình không có hầm cái xương xương heo hay xương gà thêm, mình chỉ dùng xương cá mình hầm thôi, bởi vì nó có đặc trưng cái mùi cá. Nếu mình cho xương heo vào thì ăn cũng được, nhưng mà mình sợ cái mùi nó sẽ lẫn lộn, nó sẽ không ra, nó sẽ pha lẫn với cái mùi cá không đặc trưng. Chúng ta sẽ ướp đây một xí muối để cho cái cá nó có cái độ vừa ăn. Nghệ khi mình chiên thì nó sẽ có cái màu vàng đẹp. Bây giờ nước sôi chúng ta cho xương cá vào, chúng ta ninh cái này cho càng lâu càng tốt cho nó nhừ.
chúng ta ninh cho nó ra nước ngọt, xong chúng ta lấy chà tiêu hoặc là máy sinh tố của mình xay nhuyễn nó ra, thì mình lọc lại, mình lấy nước. Sau đó chúng ta sẽ cho đây vài lát gừng để chúng ta thử cái mùi tanh của cá, với lại cái một vài cái một góc tư cái củ hành trắng để mình cho nước nó ngọt nó thơm. Cá sau khi mình ướp muối với bột nghệ mình trộn đều lên. Bây giờ khi mà chảo dầu nóng thì cho cá vào chiên. Bây giờ cá nó đã vàng giòn như thế này, chúng ta rớt nó ra. Cá nó chín rồi, xong chúng ta rớt ra rồi nó dính nguyên một về luôn. Đây rất là thơm các bạn, có cái mùi gừng thì cái mùi nghệ nên rất là thơm, cái màu vàng rất là đẹp đó. Như các bạn, cái xương cá mình ninh nó giờ cũng 1 tiếng rồi nè, giờ nó nhục hết trơn nè. Xương nó rụt hết, bây giờ mình sẽ giã nó ra thì mình lọc lại. Mình không có cái chày cho nên mình lấy cái đồ mình dằn thịt nè, mình dằn dằn nó cho nó nhừ ra, rồi xong cái mình lọc lấy nước lại. Bây giờ xương nó nhừ cho nó các bạn, mình dằn này cũng rất là dễ. Sau khi mình đã giã nhuyễn xong thì bây giờ mình sẽ lọc nó lại. Nó nhừ hết trơn, nát nhừ hết trơn. Cái này cũng còn thịt cá. Đây các bạn, xương này, còn cá, còn thịt không. Nhưng mà này nó có xương, cái này nếu mình xay máy sinh tố á thì nó sẽ nhừ ra, mình lọc nó sạch hơn. Ta sẽ xào cà chua, thì khi mà dầu nóng ta cho tỏi và ta phi thơm. Mình phi cà chua như thế này để mình cho nó có lên cái màu rất là đẹp các bạn. Đó, khi mà tỏi nó vàng thì chúng ta cho cà chua chúng ta xào. Chúng ta cho đây một ít bột nghệ khoảng nửa muỗng các bạn, khoảng nửa muỗng cà phê. Nó ra cái nào rất là đẹp các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào cái nồi nước lèo. Đây nè các bạn, đây là cái nồi nước lèo mà sau khi mà cá mình xương cá đó, đầu cá mình hầm xong mình cho nó nhừ, mình giã ra mình lọc lấy nước không. Rất là ngon các bạn. Rất là thơm. Thì tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cho cái cà chua xào vào. Nó có cái màu vàng của nghệ rất là đẹp. Sẽ nêm nếm đó các bạn. Chúng ta cho đây khoảng một muỗng cà phê đường. Một muỗng hạt nêm. Hai muỗng hạt nêm. Ba. Bốn. Khoảng 5 muỗng nhé. Khoảng 5 muỗng hạt nêm thì tùy cái độ mặn ngọt, cái khẩu vị của mỗi gia đình các bạn thì mình nêm theo cái khẩu vị của mình.
Cái màu rất là đẹp các bạn, với lại cái nghệ nó cũng ăn rất tốt cho sức khỏe, lục nghệ nó cũng thơm nữa. Cá mình giả ra cái đầu cá đó, nó rất là ngọt, không cần phải nấu xương xương heo. Bởi vì khi mình nấu cá mà cho xương heo vào thì cái nước lèo nó sẽ cái mùi nó hỗn tạp, nó lẫn lộn, mình không có ngon. Cho nên mình ăn bún cá là phải đặt cả cá không thì nó sẽ có cái mùi đặc trưng của cá. Đây, tiếp theo thì chúng ta sẽ cho nước cốt chanh vào, chúng ta cho từ từ. Sau cái vị chua, cái độ chua nó như thế nào thì mình gia giảm cái liều lượng. Đó, cái màu lên rất là đẹp các bạn. Rất là thơm luôn, thơm cái mùi ngợi. Hết này là vừa đủ. Nó chua chua. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ cho bạc hà vào. Thì bạc hà mình dắt nó khô nước rồi nè. Thì ở ngoài Bắc thì người ta gọi là giọt mùng, còn mình ở miền Nam thì mình gọi là bạc hà. Sau cùng thì chúng ta sẽ dặn đây một phẳng một muỗng nước mắm. Thì có nước mắm thì nó sẽ thơm các bạn. Thì sau khi mà nó sôi trở lại thì mình sẽ cho cái rau cần nước và vào. Cái này có mẻ, mình nấu mẻ là rất là ngon, mẻ nó rất là thơm. Mình cho vào thì nó sôi trở lại là nó được rồi, chứ mình đừng có nấu chín quá. Rồi chúng ta sẽ cho một ít cái rau niêm vào, cho một phần ba thôi, một nửa thôi. Còn khi nào mình ăn mình sẽ múc cho tô và mình niêm cho cái rau niêm ở lên lớp trên nữa cho nó đẹp. Còn mình cho vào trước như thế này để mình cho tạo cái mùi. Rất là ngon các bạn. Thế là xong. Nếu các bạn thích ăn cay thì chúng ta sắc ớt cho vào. Còn không thì khi mình chỉ khi còn không thì nếu nhà có trẻ em á thì khi nào mình ăn múc gia tô thì mình cho ớt lên trên sau. Chúng ta thưởng thức thôi. Thì trước tiên chúng ta sẽ cho bún vào tô. Sau đó thì chúng ta sẽ cho rau vào. Xong chúng ta sẽ cho cá vào, ta xếp từng miếng cá lên. Rồi chúng ta cho một ít rau cho nó màu xanh xanh lên. Đó. Xong chúng ta chế nước lèo vào. Dẫn các bạn, chúng ta cho một vài lát ớt vào cho nó cay cay. Nó cho nó có màu sắc một tí. Nó cái món này mình ăn nó vừa thanh tao, nó chua chua ngọt ngọt rất là thanh, thì có cái vị thơm. Thì để làm cái món này thì cũng không quá cầu kỳ các bạn, mình chỉ cần dành một chút thời gian thôi. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món bún cá các bạn nhé. Mình trộn nó lên. Rất ngon các bạn.
Cái món này mình ăn kèm với rau cần nước rất là ngon. Nó giòn giòn. Rất là hấp dẫn luôn các bạn. Cá nè, cá mình chiên giòn và rất là thơm, mình ướp có cái vị nghệ đó thì nó rất là thơm. Cá mình chấm với nước mắm. Cá mình chiên mình nấu rất là ngon, cái nước lèo. Cái nước lèo nó rất là ngọt, nó ngọt có cái vị thanh thanh của chua của chanh và vị ngọt từ nước xương cá các bạn, rất là ngọt, rất là ngon luôn, là thơm. Quá tuyệt vời các bạn, rất là ngon. Các bạn thử làm cái món này đi, nó cũng rất là đơn giản thôi, mình không quá cầu kỳ, chỉ có cái mà công đoạn mà mình thái phi lê cá rồi mình chiên á thì nó hơi cực một xí. Bây giờ có một số bạn thì có thể mình thái không biết thái cách thái á, thì nó dễ bị sẽ đứt tay cho nên rất là khó, nhưng mà mình cứ làm theo cách của Andy chỉ thì từ từ mình thái thì nó sẽ ok thôi. Và bây giờ Andy xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cũng như là quan tâm subscribe cái kênh YouTube của mình. Thì cảm ơn tất cả các bạn, thì các bạn vui lòng ủng hộ, tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của mình để mà có những cái video tiếp theo nó càng ngày càng hoàn thiện và càng hay chất lượng hơn. Và bây giờ xin chào tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn thành công với cái món bún cá Hải Phòng cho gia đình mình thưởng thức vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày bình thường thì cũng được, nếu mình có thời gian thì mình nấu. Xin chào tạm biệt các bạn.